theo chân một trong hai đoàn kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19, chúng tôi ghi hình được không ít trường hợp vi phạm. Như trường hợp của người đàn ông này, dù có mang khẩu trang khi đi ra ngoài, nhưng việc kéo khẩu trang xuống càm cũng đã vi phạm quy định, không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Tôi cũng vẫn có mang khẩu trang nhưng mà tôi trường hợp hơi hỏi số một thiếu. Sau một tuần ra quân kiểm tra, theo đánh giá của các đội kiểm soát, đa số người dân chấp hành tốt theo chỉ thị 16 về giãn cách xã hội. Tuy nhiên, vẫn còn không ít trường hợp thực hiện chưa nghiêm. Chủ yếu là đi chợ, khuyên bà con nên vào chợ thì mình phải thực hiện giãn cách. Tránh trường hợp mà 4 người, 5 người mà cùng xúm lỡ mua một cái mặt hàng tại chỗ đó. Cái hạn chế thứ hai nữa, đôi khi bà con mình đi ra đường cũng còn cái tình trạng là không có đeo khẩu trang. Còn theo đội kiểm soát số 2, trong những ngày qua, đội đã nhắc nhở 60 cơ sở, 101 cá nhân và đặc biệt là tiến hành lập biên bản xử phạt 15 trường hợp. Đáng chú ý, tất cả trường hợp đều vi phạm quy định ra đường mà không có lý do chính đáng. Qua kiểm tra cũng có những trường hợp vẫn còn những cái vi phạm, đặc biệt là những cái giữ cái khoảng cách tối thiểu 2 mét, cũng như là một số trường hợp ra đường trong những trường hợp không cần thiết. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp với hơn 1.000 ca mắc COVID-19, trong đó có nhiều ca chưa rõ nguồn lây, mầm bệnh vẫn còn trong cộng đồng. Trong thời gian thực hiện chỉ thị 16, tỉnh Đồng Tháp đang tập trung cao độ, quyết tâm kiểm soát, sàng lọc F0 ra khỏi cộng đồng, từng bước khống chế và đẩy lùi dịch bệnh. Do đó, trong thời gian này, người dân cần tuân thủ tốt quy định, hạn chế đi lại không cần thiết, nếu không sẽ bị xử lý nghiêm.